để tiếp tục bám đuổi vị trí top 8 tuyển thủ xuất sắc nhất. Một cổng không gian đến từ hư không, không một tuyển thủ nào lựa chọn nó cả, và tất cả đang được chia đều vào trường đại học cộng với cả thánh địa của Threat. Và liệu rằng chúng ta sẽ có những lõi kim cương xuất hiện ở vòng 2.1 hay chúng ta sẽ có những round đấu mà... Vâng, chúng ta sẽ đến với thánh địa của Threat rồi. Những round đấu mà chúng ta sẽ có được 40 linh hồn và qua đó nhận về vàng, nhận về trang bị và nhận về đâu đó sẽ là tướng ở những round 5-6 chấm. Vâng, mà theo như tôi quan sát thì có vẻ như là lãnh địa của Threat này đã được pick khá là nhiều trong những trận đấu vừa qua, cả ngày hôm qua nữa thì lãnh địa của Threat cũng đã được sử dụng khá là nhiều. Có lẽ đây là một cái sân đấu được mọi nhiều người ưu ái, bởi vì sao? Nó đem lại những cái trang bị, những cái món những con tướng, những cái chút lợi tức khi mà chúng ta tích đủ cho mình 40 linh hồn. Và bây giờ thì Skarik đã nhận được hai con tướng 3 tiền tứ khá sớm. Liệu rằng anh ta sẽ có thể nhận được con tướng 3 tiền 2 sao như vừa rồi hay không đây? Trận trước đó thì anh ta đã có được một con Ashan 2. Và bây giờ thì sao? Nhưng cái câu chuyện mà Ashan 2 trong ván đấu trước cũng hơi yếu nhờ, vẫn thực sự đúng là hơi yếu. Chính xác. Khi mà nó lên được Ashan 3 thì nó vẫn là một câu chuyện không đủ cho Kharik có thể thoát được cái còng vào tay của mình ở ngay trong game đấu đầu tiên, điều mà Kharik không hề muốn một chút xíu nào cả. Nếu như mà nói là Steelnet được một cái lộc thì chắc là Kharik được cái phát à? Vâng, đúng rồi. Hai anh em lộc phát à? Đúng rồi, đúng, chính xác. Hai anh em của Team GD đấy, lộc phát thì mong là hai anh em sẽ nắm tay nhau để top 1 và top 2 ván đấu này, cũng sẽ là cái câu chuyện mà chúng ta có thể hy vọng. Còn đến với DVQ, đó là cặp đôi Manzaha, để anh ta sử dụng đép cái bãi quái và đồ được trả về là một mảnh giáp lưới. Sự tĩnh lặng có cho mình găng, có cho mình váy, cộng với một con Taric có sớm. Và đây là một trong những con tướng ngon để chúng ta nếu như kết hợp với can trường hoặc kết hợp với phù thủy thì đều có thể đép được cả. Vâng, hiện tại thì anh ta không có phù thủy đâu, nhưng anh ta có một con Kama ở dưới rồi, có thêm cả Galio ở trong cửa hàng nữa. Và nếu như anh ta muốn sử dụng một bộ cờ đó là hiệu triệu nhân thì hoàn toàn là không tệ một chút nào đâu. Đó vẫn là một bộ cờ ổn trong meta hiện nay, mặc dù nó cũng đã bị gọi là động chạm tới một chút con Taric ở bên trước đó. Đây là một bộ cờ mình thấy cảm thấy đã khá ổn về cả hàng tanh và hàng đam, và thực sự là cái hệ tộc của nó kích hoạt cũng rất là dễ thôi. Những con tướng nó mang giá trị rẻ từ 1 tiền tới 4 tiền, nó không phải là quá đắt để chúng ta có thể biểu đội hình. Rồi, tân lõi đầu tiên không phải là kim cương, không phải là vàng, mà chúng ta đang có một tân lõi bạc thôi. Hiện tại thì người chơi ở trên màn hình nhỏ của quý vị các bạn đang có những lõi có thể có nhiều những hướng build khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng là trái tim đồ tể là một thứ không nên đâm vào ngay từ đầu. Và nếu như trong bối cảnh mà bây giờ có nhiều những bài slow roll ở cấp độ 6, cấp độ 7 đẹp thì anh ta cũng có thể lấy cho mình cái máy nhân bản xanh hai cái. Nhưng mà cuối cùng thì anh ta cũng roll mất cái lõi đi rồi. Để xem mà sự tĩnh lặng đang muốn hướng đến cái gì, hay là làm tí bán máu lấy tiền nhỉ em ơi. Đúng vậy, liệu anh ta có muốn chơi liều một chút không? Ricky Mu, anh ta không lựa chọn rồi và thay vào đó sẽ là một cái chuỗi bất ổn. Anh ta với cái chuỗi bất ổn này thì cũng có nhiều cái bài test ở trên các cộng đồng là đánh như thế nào để mà tối ưu được cái chuỗi bất ổn này. Bởi vì chúng ta biết là để mà chuỗi bất ổn được phát huy thì chúng ta không được có được một cái win streak quá dài. Ở đây thì tạm thời bỏ qua cái vấn đề đó, chúng ta đến với Kharik là người đã có được cho mình đến tận 6 con kêu rồi, và đây mới chỉ là 2.1 thôi. Lượng trang bị này thì đương nhiên kêu vẫn cần rất nhiều những cái mảnh như là cung, như là gậy để có thể hướng tới cho mình trang bị co không thể thiếu. Nhưng anh ta hoàn toàn có thể bán máu và nhặt chúng về ở vòng đi chợ. Còn quay trở lại với câu chuyện về sự tĩnh lặng thì chia sẻ với những anh em có thể đã biết rồi hoặc những anh em chưa biết, thì với chuỗi caro như thế này thì chúng ta cần đánh 2 trận thắng, sau đó thì 2 trận thua, sau đó thì thắng, thì cái câu chuyện mà chúng ta được nhiều tiền nhất nó sẽ tối ưu với chiếc lõi này. Vừa rồi là những pha tướng tự ra của anh chàng Gigi Kharik ra rất nhiều. Về vấn đề đầu mà Ghiền có chia sẻ thì anh ta cũng sẽ dễ dàng nhặt được thôi. Khi mà anh ta đánh lũ trích, những chiếc cung hoàn toàn có thể lấy được, trừ khi là quá đen và tân trợ không hề có chiếc cung nào cả. Có anh chàng HK ra người thì sao? Anh ta lấy về xây dựng quân đội để có được một cái Neko xanh. Một cái cuồng đao đã được ghép rồi thì không biết anh ta muốn sử dụng con tướng 3 tiền nào để có thể chơi được cái cuồng đao này đây? Kalista, làm gì còn phương án nào khác nữa nào? Kalista đang là mắc binh nhất rồi, chả lẽ các bạn lại tiếp tục cầm cuồng đa và đâm thẳng vào một con Akshan 3, cuối cùng lại làm một cái cọc nữa vào tay thì thật sự là không mắc binh lắm. Tôi nghĩ rằng cái form này, một cái form lấy lõi bạc để có thể đánh slow roll và mắc binh nhất với cái cuồng đa và thừa cả một cái kiếm nữa thì luôn luôn là quần đảo bóng đêm. Quần đảo bóng đêm vẫn đang là một tộc hệ khá mạnh, nhưng tại thời điểm này thì đang dần khó lòng để có thể giữ được một cái chuỗi gì đó. Cờ của anh ta đã lắp đổ, nhưng những con cờ thì toàn là cấp độ 1 sao, khó đánh chuỗi thắng và cũng khó đánh cả chuỗi thua nữa. Ở một diễn biến khác thì Skuleto đang đối đầu với cả Gipmi, và người bạn nữ của chúng ta đã bị chàng trai đến từ Việt Nam vải nhẹ một cái, mất khoảng tầm đâu đó 4 máu sau cái trận đấu vừa rồi. Gipmi
hãy xem lượng đồ của cô nàng này, chúng ta có kiếm, có váy và có thêm cả gậy quá khổ nữa. Và hãy nhìn cái ấn đầu tiên được trả về từ chiếc lõi, đó là một cái ấn Targon. Thì khả năng là Gimmy cũng sẽ hướng tới một đội hình xoay quanh, có thể sẽ là Aphelios, hoặc có thể đâu đó là những cái đội hình mà mang thiên hướng tạo giáp ảo nhiều như quần đảo bóng đêm chăng. Hoặc là có thể là hút hồi máu nhiều để giúp cho tối ưu được cái ấn đầu tiên. Tuy nhiên là cô ta cũng có nhiều những cái sự lựa chọn, nếu như có búa rèn thì hoàn toàn có thể rèn lại những cái ấn này để phù hợp hơn với đội hình mà mình đang theo đuổi. Đương nhiên rồi, chắc chắn nó sẽ là những sự hên xui. Còn Foeman phía bên kia có đến 3 con Samira ở trong sân. Và hơi tiếc khi mà meta này chúng ta không thể trừ được âm giáp nữa rồi, chỉ có thể về không. Nhưng về không thì đâu đó cũng sẽ là sát thương chuẩn và giúp cho những con tướng phía bên kia tối ưu hơn cái lượng sát thương đầu ra. Sức mạnh của ba cô gái cầm súng phía bên kia đang áp đảo, khi mà phía bên này Gimmy mới chỉ có một con Samira 2 sao mà thôi, không thể một mình cân tất được. Tiếp tục một trận thua, nhưng đây là một trận thua đẹp. Gimmy có cho mình 10 tiền, chuỗi thua 3 và số máu thì không quá thấp. Và bây giờ là tân trợ đầu tiên của chúng ta có được những con tướng 3 tiền ở đây, đó là hai con tướng thuộc về Pritover, một con tướng thuộc về Nosert và một con mực thuộc về hư không. Anh chàng Foeman đã lấy về con JC trước mắt, DBQ lấy về một con Warwick cầm gậy và giáp lưới trên Galio đang được Đình Hải nhắm tới. Nhưng anh ta đang nhử cái điều gì đó thì phải, rất là nhây. Còn Béo Gimmy lấy về một cây kiếm trên người của Kapma, còn thừa lại giáp lưới, váy và găng chia nhau được dành cho Sự Tĩnh Lặng và anh chàng Suculento. Có vẻ như tôi đã hiểu vì sao Đình Hải lại suy nghĩ để lấy cái giáp này rồi. Nó là một cái giáp 2 tiền, còn trong khi đó thì vẫn còn một con mực cầm giáp 3 tiền nhưng anh ta lại không lấy. À, tức là anh ta có ý đồ gì đó với con Galio. Hình như anh ta đang muốn đánh một form bài hiệu triệu nhân ở giai đoạn đầu tiên của bán đấu thì phải. Còn đây, đây mới là ma quỷ. Và đây tôi khẳng định với bạn là cờ tự ra nha. Từ nãy giờ anh ta tự ra thêm 2 con Kale nữa và thêm 2 con Poppy nữa, cộng thêm 2 con Maokai nữa. Và anh ta đang đánh với 20 vàng với 2 lợi tức. Nhiều người sẽ nói bài này nghèo. Nghèo là vì sao? Vì cờ nó cứ tự ra, chẳng lẽ mình không mua để mình lấy tiền mình stack lại. Thế nên tôi nghĩ rằng đây là một bài hợp lý. Và thậm chí là anh ta còn đang nhốt một con Viego để chắc chắn rằng mình sẽ có được một round thua, còn không cần biết là thua bao nhiêu. Đây sẽ là một tuần thua khá đau, có thể sẽ là một tuần thua nguyên nhà trước người chơi Gimmy, khi mà Maokai 2 với Poppy với 2 căn trường có thể sẽ là khỏe để khiến cho những cái phát đâm đến từ Viego hay những phát quạt đến từ một con Kale chưa đủ level 6 không thể xuyên qua. Một tân thua đến 5 con và đương nhiên sẽ mất 9 máu khiến cho Kharik còn lại cho mình mốc 75, khá là đau. Tuy nhiên thì bù lại cái việc mất máu thì anh ta cũng đang có một lượng lợi tức ổn và tướng cũng đang tự ra. Còn Đình Hải thì anh ta có thể sẽ đúng như anh An dự đoán khi mà đã có được cho mình Galio và đang dự trù trên sân, đó là một con Soraka. Nhưng mà để mà nói về cái anh chàng Kharik này thì mọi người có thấy rằng là anh ta đang sử dụng nâng cấp, đó là phong độ bất ổn không? Anh ta hoàn toàn có thể đánh Caro được mà, thì anh ta vẫn có tiền, anh ta có thể đếp được bớt máu đi. Nhưng anh ta lại không làm như vậy, anh ta quyết định là vẫn cho những con tướng rất là nhỏ bé vào trong sân thôi, để anh ta muốn có được một cái logic hoàn chỉnh của đối phương. Chưa chắc vẫn còn có một trong những cái ý nghĩa khác. Đôi khi là anh ta đang check một ai ở đó và anh ta muốn phá cái chuỗi thua của người kia. Đấy, đấy cũng là một trong những cái cách mà chúng ta có thể suy luận. Hoàn toàn đồng ý, đó là cái chuỗi bất ổn kia nó cũng sẽ cung cấp tiền nếu như anh ta bị mất chuỗi thua cũng được. Nhưng theo tôi thì chắc là anh ta định đi phá bạc một ai đó. Tiếp tục, đúng rồi, hơi đau. Ván nào mà cũng 5 cờ mất 9 máu thế này thì lần này là cuộc đối đầu giữa Sculento cùng với Kharik. Không có bất kỳ một cái hope nào để cho Kharik có thể, đừng có nói là thắng, giết được một con cờ bên đối phương đã là khó rồi, khi mà cờ đối phương đang cực kỳ rắn với rất nhiều những con tướng 2 sao. Rất khó cho Kharik khi mà một cờ yếu như vậy. Đương nhiên rồi, số máu sẽ tụt là không phanh. Nhưng nếu như may mắn để có thể giống như một cô gái cùng lobby, đó là Gimmy. Ngày hôm qua thì Gimmy 3.2, đó là một cú nổ để cô nàng này vừa có được Kale 3, vừa có được Poppy 3. Và ngay round sau đó 3.3 thì Gimmy có luôn được Maokai 3. Và 3 con quan trọng nhất trong đội hình thì đều đã lên 3 sao, khiến cho cô gái ấy thoải mái băng băng một mạch lên 9 và mang về cái top 1. Thì Kharik ngày hôm nay tôi hy vọng là anh chàng này cũng vậy, khi mà Kale đã ra rất nhiều rồi, kể cả Poppy, kể cả Maokai nữa. Và hy vọng là sang đến vòng 3 chấm thì những cái cú nổ và những cái cú hiện 3 sao đến từ hoạt ảnh của nhà anh chàng này cũng sẽ được hiện lên. Còn đến với Stillnet, anh ta đang có cho mình 2 trận thắng và 3 trận thua. Đây không phải là những cái chuỗi quá tối ưu cho chiếc lõi mà anh ta sử dụng. Lượng đồ được trả về, chúng ta sẽ có rất nhiều những mảnh trang bị trùng, chúng ta sẽ có găng, chúng ta sẽ có cung. Và đây là những lượng trang bị có thể đánh được những cái sát thương liên quan đến vật. Ôi, trời cờ thì này, ôi đậy nữa này. Đúng rồi, cứ để nguyên cái nhà này thôi, cứ để nguyên cái nhà này thôi, bởi vì tôi rất thích xem slow roll thêm một con màu cài nữa. Vâng, rất dễ dàng thôi để anh ta có thể tìm kiếm cho mình được một con Kale 3. Với đâu đó là gần 50 tiền cơ mà, chẳng có lẽ lại đen đến mức đấy. Đây rồi, Poppy đã lên 3 sao, còn tới đầu tiên. Và Kale thì sao?
không thấy xuất hiện, có vẻ thì đang hơi lẩn trốn một tí. Maokai cũng đã ra được con thứ 6 rồi, còn lại 20 tiền thôi, cần phải nhanh hơn nữa, 4 giây mà thôi. Có vẻ sẽ không kịp tiêu hết số tiền này đâu với cái lượng thời gian còn lại. Timo ra quá nhiều và hơi đáng tiếc, không có kê lẻ. Tạm thời thì chưa có kêu, nhưng cái điều mà tôi khiến cho cảm giác là khiến cho tôi cảm thấy khó chịu hơn dành cho Kharik, đó là anh ta đang ra quá nhiều cung mà không hề có bất kỳ một cái gậy nào cả. Thì cái lượng cung lại ở đây rồi. Xin chúc mừng Kharik, anh ta đã có một con kêu 3 và chỉ cần thêm 3 con Maokai nữa là đội hình này có thể để tiền để áp cấp được. Vậy thì hãy trở về với câu chuyện là 3 cái cung. Thực ra bạn muốn tiêu hết 3 cái cung trong bài kêu không khó. Đúng vẫn vậy, có thể một cái cuồng đao, một cái diệt khổng lồ và còn thừa một cái cung có thể lắp vào cái đai lưng trên người con Poppy để lấy một con bọ cũng được, nhưng thường thì Poppy nên cầm những đồ thuần tanh hơn. Và có một cái điểm nữa, mà rất là thiệt thòi cho Kharik, đó là khi mà anh ta sở hữu một bài đánh thua sâu từ nãy đến giờ thì cái điểm số của cái vùng đất này nó stack lại rất là chậm. Đúng bởi vậy. Vì anh ta đâu có giết được cờ của đối phương, toàn đối phương giết cờ anh ta, thế nên đây cũng là một cái điểm trừ nhỏ. Bây giờ thì đến với vòng chọn lõi tiếp theo, sẽ có một chiếc lõi liên quan đến combat ở chiếc lõi Vla. Trong đó thì có những chiếc lõi cũng đang phụ trợ dành cho những cái pha giao tranh với kháng hiệu ứng ở chiếc lõi thứ hai, và chúng ta sẽ có thêm hút máu ở chiếc lõi cuối cùng. Và lựa chọn của anh ta là hướng tới một cái sự an toàn dành cho kêu, khi mà có thể vừa hồi phục vừa có thể gây ra thêm sát thương. Trong khi đó thì Suculento ở đây, anh ta đang sử dụng một form đội hình với 3 hư không, 2 đấu sĩ và 2 phù thủy bốc đồ đã được tối ưu dành cho Cassiopeia, và nỏ xét dành cho Cho'Gath ở phía bên trên, dư một cái Nico xanh. Trang à, hãy nhìn lõi công nghệ của anh ta đi, toàn là những lõi công nghệ liên quan đến combat, thế nên không quá khó hiểu khi anh chàng này đang giữ được cho mình một cái win trick 6 với 100 máu. Vâng, phải nói là sự hồi phục của anh chàng này rất tốt đến từ hai lõi combat này, và kể cả số lượng máu tối đa cũng rất là lớn nữa cơ. Anh ta đang có được một cái lượng chết vượt trội hơn những người khác khi mà có được một con cá hư không. Còn đối thủ bên kia đang là DBQ với 5 chết mà thôi, có vẻ sẽ là thua thiệt nhiều về cả sức mạnh đội hình, những cái món trang bị nữa. Ở đây một con rắn để bốc đồ ra Sujin là cực kỳ đẹp, nó có thể liên tục phóng ra những cái nanh độc của mình và gây đến sát thương đốt máu cùng vết thương sâu. Đẹp nhờ, một form bài chuỗi thắng dài ngoang, cộng thêm với một lượng lợi tức cũng tròn vo luôn. Đình Hải lại vừa bị đấm một tuần đau. Đây là Foreman, người đã vừa đấm Đình Hải với 3 cờ. Và hiện tại thì anh ta cũng đang muốn form vào một cái bài mà từ trước đến giờ chúng ta khi update lên phiên bản 13.16 bắt đầu thấy ít người chơi đi. Đó là một bài Samira. À không phải, đây không phải là bài Samira. Anh ta đạt cho mình cấp độ 7 rồi, anh ta chỉ dùng 2 con Samira, 3 con Samira này để đép thôi. Mà ở cấp độ 7 mà roll Samira 3 thì tôi nghĩ rằng là có một cái gì đấy vẫn có thể xảy ra, bởi vì anh ta thừa một cái máy nhân bản này kìa. Chính xác, anh ta sử dụng cho mình cái chơi liều, với việc là ngay dạng đầu game anh ta đã mất đi khá là nhiều máu. Nhưng hãy nhìn đi, anh ta không mất đi một giọt máu nào khi lấy cái lõi đó cả. Và anh ta có được cho mình một chuỗi thắng 7. Đây là một trong những cái lợi thế quá lớn. Chúng ta có được thêm rất nhiều tiền, chúng ta lại còn có thêm cả chuỗi thắng, chúng ta lại còn không mất thêm một giọt máu nào cả. Thì sẽ là một cái lợi thế lớn cho anh ta ở giai đoạn mid game. Và cái câu chuyện là anh ta có đánh Samira 3 hay không chứ cùng chờ đợi quyết định của anh chàng này. Bởi vì giống như game đấu trước thôi, chúng ta thắc mắc là tại sao anh ta đánh Seth Carry lại lắp full đồ tanh dành cho Seth. Sau đó thì anh ta có gì, anh ta có kéo đồ và anh ta lại build lại một con Seth Dam, và anh ta vẫn có được cho mình top 2 đây thầy. Thế nên là đây là một người chơi đến từ khu vực Thái Lan vẫn đang ẩn chứa nhiều những cái thứ mà chúng ta cần phải xem xét thêm để biết được rằng những cái hướng đi, những ý đồ của anh ta trong tương lai. Và hiện tại thì chỉ còn lại duy nhất anh chàng Fullman là anh là người còn cháy thôi. Bên trên thì Suculento đã để mất đi con chip của mình rồi. Cùng trở lại với tân trợ, bây giờ thì chúng ta có được những vị tướng 4 tiền góp mặt đầu tiên. Một con Yasuo cầm kiếm, một con Gwen cầm gậy được dành cho HRZ Đình Hải. Anh chàng Kharik đang muốn lấy một con Javan cầm đôi mắt trăng. Đây là một vị tướng ngon nếu như kết hợp với cả lời thế hộ vệ. Sự tĩnh lặng chọn cho mình một cái kiếm trên người của Talia. Còn giáp lưới thuộc về Bep Gipmi. Fullman đi thì chấp nhận lấy về một con gì một tiền, rất rẻ tiền thôi với một cái kiếm. Còn hai người còn lại thì sao đây? Suquento có lẽ toàn nước mắt mà thôi. Hơi băn khoăn trong việc lấy con Darius cầm cho mình cái găng. Có thể đó là món đồ mà Suquento đang không thực sự mong muốn. Và ngày hôm nay thì tôi đang thấy rằng là bóng dáng của Norset mới chỉ được xuất hiện thông qua cái vùng đất của cái trận đấu đầu tiên. Và các vận động viên cũng đang chưa đánh bài Norset ở trong game đấu một nhiều lắm. À, Kai'Sa xuất hiện rồi, ngay lập tức tung vào sân luôn. Thêm cả một con Azir 4 tiền nữa, tiếp tục là một con Azir nữa. Đây hoàn toàn có thể là một bài đánh Azir khi mà cái hướng để mà lên cuồng đao cũng đang là có luôn. Một tình huống tiêu tiền căng tay đến từ vị trí của sự tĩnh lặng để có thể form bài mình luôn ở turn 3.5. Tiên hạ thủ vi cường, cảm giác của tôi là những gì mà anh ta đang muốn làm với cái lobby này. Đây là ván đấu thứ hai mà sự tĩnh lặng đặt niềm tin
vào con Ozia này, nhưng liệu rằng nó có tiếp tục phản chủ hay không thì chúng ta phải chờ đợi xem. Lần này thì có đến cũng giống lần trước thôi, có được hai mảnh ghép của Ozia rồi, nhưng lên được 2 sao thì nó lại là một câu chuyện khác. Anh ta vẫn để lại chừa cho mình 10 đồng để có thể tiếp tục làm kinh tế. Trong khi đó thì Urgot ở phía bên trên tanh khá tốt với huyết kiếm và cộng thêm cả quyền năng với 25 số nữa, hoàn toàn có thể giúp cho Steel có được một chiến thắng sau khi trở về nhà từ vòng đi chợ trước đối thủ phía bên kia là DVQ. Còn với Dungeon ở đây, anh ta có Kalista như đã dự đoán từ trước, với một cái ấn can trường còn tương đó khỏe, với cuồng đao tốc đánh được nhiều, hàng tanh phía bên trên châu che chắn mọi nguồn sát thương và giúp cho Dungeon có được cho mình chuỗi thắng 4 và thắp lên ngọn lửa win trick khi mà Foreman đã để thua trước đó. Vâng, một bộ cờ với 6 can trường. Ui. Và bây giờ anh ta có luôn cả Xate rồi, một con tướng 5 tiền với hệ can trường chắc chắn là cực kỳ phù hợp. Nhưng mà hơi đáng tiếc cho anh ta là hiện tại cái ta vẫn đang dựa lại bộ 1 sao. Và quyết định của anh ta là gì? Đổi sang Aphelios cũng là hợp lý thôi. Hợp lý. Vì tướng mà nó không ủng hộ một chút nào cả thì anh ta không nên bám víu vào nó quá lâu nữa. Thay vào đó thì một con Aphelios cũng là một vị tướng gây sát thương ổn định và có thể kết hợp thêm hệ tộc Targon nữa. Hợp lý. Có thể rằng là cái đường hướng phát triển bài của anh ta không được như anh ta mong muốn. Và nếu như anh ta chuyển sang đánh Aphelios thì gần như là cái lõi đầu tiên là anh ta sẽ chỉ khai thác được 6 vàng mà thôi. Bởi vì tất cả những con tướng từ 3 tiền đổ xuống thì có lẽ là đúng chỉ thiếu con Soraka là cần để có thể sử dụng cái máy nhân bản đó. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không thực sự quá cần thiết. Soraka đứng đằng sau kích hệ là được. Aphelios cầm một cuồng đao đang ném liên tục. Cái điều quan trọng, cái nguồn cảm hứng để có thể giữ chuỗi được đến từ vị trí của Dungeon ở trong cái thời điểm hiện tại, nó chỉ đến từ 6 con can trường. Và câu hỏi đặt ra là cái nguồn sát thương nào có thể đục chết 6 con can trường ở cái phòng 3.6 này? Gần như là không có. Đúng là như vậy, rất khó để có thể xuyên thủng được mốc 6 của can trường ở giai đoạn có thể gọi là early game như thế này. Rất trâu. Với Gibby thì cũng vậy thôi. Với mốc 4 của can trường và có thêm ấn Targon và cộng với sự hồi phục tạo giáp ảo đến từ cái hệ tộc này thì Maokai cũng đang là một cái chốt chặn cực kỳ khỏe. Chỉ có điều là sát thương của cô nàng này thì lại không được quá đảm bảo khi mà Samira đã trải qua quá nhiều những cái đợt nớp sức mạnh, khiến nó không phải là một con tướng uy tín để có thể đép sâu được nữa. Với việc là chỉ có 2 kiếm ở phía dưới thì Samira cũng chỉ giúp cho Give me đâu đó ăn được một vài chết của đối phương thôi. Cô nàng này vẫn đang có được cho mình một cái chuỗi thua 5 khá dài để có thể có một lượng lợi tức ổn ở giai đoạn 4 chấm như thế này. Nhưng đây là một người chơi rất giàu, anh chàng Foreman level 7, 93 tiền. Anh ta sẽ làm gì với lượng tiền như thế này đây? Samira 3 chăng? Anh ta đã có đủ 8 Samira rồi. Chỉ cần Neko thôi là anh ta hoàn toàn có thể sử dụng Samira 3 sao của cấp độ 7. Và 93 tiền anh ta có thể sử dụng nó để lên cấp thôi. Đúng. Không biết là anh ta sẽ làm gì đây? Chúng ta cùng chờ xem là có muốn roll ở tại 7 hay không, hay là lên 8 rồi roll. Vẫn chưa làm gì cả. Anh ta chờ đợi quỹ kinh nghiệm chăng? Bởi vì với hai lõi bạc thì lõi cuối có thể sẽ là lõi kim cương. Hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó. Nhưng cái điều tôi cảm thấy cái sự cục xúc của anh ta là anh ta bây giờ anh ta đẩy thứ 3 con Samira. Anh ta dùng 4 con Samira cho nó cẩn thận. Bộ con Samira ở bên trên thì cái dàn tay cũng không thể gọi là quá tiềm năng, nhưng ít nhất thì với một con Ire, một đồ rưỡi cấp độ 2 sao và một con Warwick thì thôi được rồi, cũng tạm tạm câu giờ để mấy con Samira này có thể hạ gục đối phương. Cái tập này là Foreman sẽ dùng máu của mình để đổi lấy tiền, để anh ta chờ đợi những cơ hội và dùng tiền của mình một cách ok là nhất. Đây là lúc mà chúng ta cần phải xem là cái tư duy của Foreman là như thế nào. Còn một diễn biến khác khi mà Kharik cũng lại vừa bị đấm nhẹ đến từ Skulento, một con Urza 2 sao đã có ở trong bài của Skulento. Thế này thì người em Steelnet mà qua đây check bài thì lại khóc ròng khi mà Steel cũng đang rất là cần thêm. Ôi! Chúng tôi cần xem nhà của anh chàng Foreman. Đúng. Và bạc vàng hoặc là bạc kim cương, đó là những cái tỷ lệ để chúng ta có thể dự đoán được chiếc lõi cuối cùng. Và Foreman hơi tiếc dành cho anh chàng này khi mà anh ta không có được khuyến mãi kinh nghiệm, nhưng tiếc cho anh chàng này, nhưng đâu đó cũng sẽ là may mắn dành cho các cầu thủ của phía Việt Nam. Bởi vì nếu như có khuyến mãi kinh nghiệm, chắc chắn đó sẽ là một bài Exodia. Anh ta bắt buộc phải lấy về một chiếc lõi combat là khảm bảo thạch kim cương, và sau đó thì anh ta roll ở 8 và không cần đến cái Neko thì vẫn có được chuẩn Samira 3 sao. Đây là một ngày mà nhân phẩm đang chọn Foreman. Vâng, thật sự là chiến trường với con Samira 3 sao ở 4.2. Nhưng tuy nhiên là cô nàng này thì không có quá nhiều đồ đâu. Với 6 thách đấu được bổ sung vào thì tốc đánh sẽ khá là cao. Có thêm Belvet ở đây, nhưng ở đây chỉ là một cái trái tim thách đấu thôi, không hề có ấn nào cho Belvet cả. Và nên anh ta cũng sẽ phải suy nghĩ khá nhiều. Và lúc này là điều anh ta cần làm là ghép đồ. Giờ anh ta có muốn hiện thực hóa luôn cái lượng đồ đang thừa ở bên ngoài hay không? Có thể lắp vô cực và lắp một cái quyền năng khổng lồ cũng được. Nhưng hiện tại thì kiếm anh ta là muốn để thừa, và anh ta hình như có vẻ không mặn mà lắm với cái vô cực thì phải. Bên kia có Cassante vừa sút nhẹ nhưng không sút ai ra khỏi sàn. Và Samira bây giờ chỉ là một con Samira 3, nhưng khả năng clear thì vẫn cứ quá là ok. Bên kia ở dưới có đồ hút máu đấy, nhưng mà Diệp Văn Quang nghe chừng lại hơi ý ẹ một tí xíu rồi. Và nhìn sơ sơ qua chúng ta đã thấy có 3 nhà cùng đang đánh Urza y hệt như trong ván đấu trước. Tiếp tục là một trận đấu mà tranh nhau bài đến từ các đội chơi Urza. Trong khi đó bên kia cái lõi kim cương cuối cùng của Dungeon đó là bổ sung trang bị để cho tất cả những con tướng nào mà có 1,5 đồ trở lên để có khả năng hack thêm một đồ nữa.
Đúng là như vậy. Ngay thi đấu đầu tiên chúng ta thấy là các game thủ của chúng ta tranh nhau a phe. Ngay thi đấu thứ hai thì các game thủ lại tiếp tục tranh nhau một bài khác, đó chỉ là Asia thôi. Còn quay trở lại với Gibby, chuỗi thua đã là 7 rồi. Các tuyển thủ ở trong lobby này có vẻ như không biết thương hoa tiếc ngọc mấy khi mà liên tiếp là dành cho cô nàng này một những cái chuỗi thua khá là dài. Trang bị thì để rất nhiều ở trên hàng chờ và không có tướng nào phù hợp để có thể trao những cái lượng sức mạnh cho nó hay sao đây. Bây giờ thì quyết định sẽ là Afe nhưng không có con thứ hai để mà sử dụng cái Nico của mình. Và lượng máu hiện tại của Gibby thì khả năng vẫn có thể chống chịu được thêm vài round cho đối thủ phía bên kia. Có vẻ như là anh chàng Kharik thì phải, với một con kêu, hai cuồng đao cộng với đại bác, và đó là tất cả những cái cung mà anh chàng này đã tối ưu. Đây sẽ là một con tướng không khác gì một cái máy quạt trả cả. Những cơn sóng được con tướng này trả ra gây ra một lượng sát thương là ổn, và hàng tanh thì không hề thua kém phía bên này một chút nào cả. Afe một sao, tốc độ clear không thể so bì với kêu phía bên kia. Quá nhiều tốc đánh được stack trên hai cái cuồng đao đến từ vị tướng chủ lực nhà Kharik. Một chiến thắng vẫn cứ là áp đảo dành cho tuyển thủ đến từ khu vực Việt Nam. Vâng, thực sự là quá vất vả cho Afe trong cái pha thiếu này. Bắn làm sao mà qua được một cái giáp gai ánh sáng, một cái Poppy 4 trong khi vị tướng này không có cung xanh. Biết rằng là anh ta có 6 căn trường đấy. Ủa, nhưng mà đối đầu với bên kia thì hơi khó. Có bây giờ 2. Một tôn trợ, có một con Senna ở đây. Gibby nếu nhặt được thì đó sẽ là một con Senna 2 sao. Nhưng mà Đinh Hải thì đã tranh giành được mất rồi. DBQ nhặt được một con lắc cầm giáp lưới, và biết Gibby chỉ có thể nhặt được một số đốc mắt về mà khóc dòng mà thôi. Còn thật là một con Sion khá ngon cầm kiếm ở đây nhưng mà chưa ai nhắm tới. Kharik lấy về một cái váy và con Sion này được dành cho Fullman. Còn lại là hai chiếc đai của cái gậy. Ugot được dành cho Jungle và Sukuyanto lấy về một chiếc gậy. Tôi cảm giác là Đình Hải có cái trẻ khỏe tự do và anh ta cũng đã kiểm soát rất tốt những người chơi thấp máu hơn mình. Tức là anh ta sẽ lấy đi những cái con cờ quan trọng về đối phương, tức hay cụ thể hơn là Gibby ở đây sẽ không có cơ hội để có thể comeback được. Phải nói thật là Gibby ván này roll cũng rất là ý ẹ. Đây, bây giờ bắt đầu mới ra được con Sejuani nhưng anh ta đang focus. Chính xác hơn là cô nàng đang muốn focus vào vị trí của Shen. Shen đã lên 2, nhưng chỉ là vấn đề giải quyết là dàn tanh mà thôi. Câu chuyện ở đây đó là phải dàn đam. Cô nàng này sử dụng cái máy nhân bản để up cho mình con Senna trong bối cảnh là lại dùng Aphelios chứ không phải là dùng Zeri. Cái khó khăn của Gibby ở cái ván này xuất hiện ngay từ cái lõi đầu tiên. Tôi nghĩ là cái ấn ta công là một cái ấn xấu để cho Gibby bị hạn chế rất nhiều về khả năng đánh flexible của mình. Đúng rồi, như vậy. Và đến với combat này thì liệu rằng con Senna 2 có thể giúp cho Gibby được sống bằng cách là tạo ra cực kỳ nhiều giáp và tốc đánh để giúp con tướng này có thể chi trang vào bao lượng máu của đối thủ phía bên kia hay không? Đây, đó là nhà của DBQ, tiếp tục là một cái giáp gai được xếp thẳng vào mặt của Afe. Và hãy nhớ là con tướng này mà không có trừ giáp thì Afe có mài, có trà đĩa đến sáng mai chắc là cũng không thể giết được vị trí của Sante ở đây. Thực sự là Sante 1 thôi mà nó hút hết tất cả các nguồn sát thương từ Afe tung ra, và thậm chí là nó vẫn tiếp tục lướt và sút, không ai làm gì được nó cả. Nó sống từ đầu đến cuối combat, Afe không thể làm được gì hơn. Và Gibby đành phải dừng lại ở vị trí top 8 trong ván đấu thứ hai này thôi. Thực sự là quá khó cho cô gái này khi mà những chiếc lõi, những cái con tướng rồi các cái món đồ khác đều không ủng hộ cô gái. Còn trở lại với anh chàng Sự Tích Lạnh thì sao đây? Anh vẫn là gà một, đang gặp nguy hiểm với bộ cờ Surima của mình. Vẫn chỉ là gà một sao, lắc hai sao thì không có đồ. Zaban có đồ thì lại không hai sao. Asus thì cũng một sao. Ugot thì lại có đồ nhưng mà lại phải bán đi rồi. Để anh ta có thể tròn bài hơn. Quyết định bán đi một con tướng 4 trên 2 sao của mình rất là cắn răng thôi. Thì đánh đổi lại, đó là Zaban 2 sao nhưng mà đồ thì xấu quá cơ. Cái đồ này thì là một cái Zeke, một cái đại bác thì Zaban có thể nhảy từ xa. Cái câu chuyện của bài Azir kết hợp với quân sư và cái câu chuyện của Aphelios Zeri kết hợp với Urgot thì thú thật là có lẽ là cái dàn tanh quan trọng hơn là dàn đam. Tức là ở câu chuyện ở đây là tôi đang muốn focus vào con Nasus, là con nên lên 2 sao trước thì nó sẽ dễ đép hơn. Nhưng các bạn thấy đó, kể cả Nasus cũng như là Azir, bài này toàn là 1 sao thì rất khó để cho người anh em Sự Tĩnh Lặng có thể có được những tình huống ngắt đi cái chuỗi thua. Một bàn cà khịa đến từ Suguleto vừa nãy thì khi mà kết liễu ở ván đấu đầu tiên, khi mà kết liễu đi Gibby thì anh chàng này có múa võ đấm Gibby. Còn bây giờ thì khi mà gặp Steel với một con Azir 2, khi mà chiến thắng trước Steel thì dùng con pet của mình và dùng những cái emotion để ra trêu người thầy này hơi cay nha. Suguleto là một người đang có lợi thế cực kỳ lớn kể về số máu ở trong lobby và kể cả số điểm của anh ta trên bảng xếp hạng tổng sắp nữa. 71 máu win trick với một form đội hình full 2 sao. Thực sự là hơi khó dành cho người thầy Steel khi mà đọ nhân phẩm thua với những người cùng sử dụng Azir khác trong lobby này. Wow. Vẫn là những câu chuyện chơi trùng bài thôi. Và thực sự là anh chàng Sự Tĩnh Lặng này đã quá đen. Dù rằng là chơi cùng bài nhưng họ cũng có thể lên được.
Thế tại sao mình lại không thể lên được? Thì đó là một câu hỏi mà ai cũng luôn luôn phải thắc mắc. Còn bây giờ anh ta phải sử dụng nốt số tiền của mình để tìm kiếm một con tướng 2 sao nào đó, rất nhiều từ bố tiền để bắt về để gia tăng tỷ lệ. Nhưng nó lại là Ugot, lại là Jerry và Senko. À phe cũng chẳng để đây rồi. Đây rồi. Azir đã lên 2 sao. Còn Nasus thì sao đây? Rất ít tiền. Nasus quan trọng nha. Trong cái bài này Nasus rất quan trọng. Với những cái vị tướng mà gây sát thương theo thời gian như là Azir thì cần có một cái dàn tanh đủ cứng cáp để có thể giúp cho cái đội hình này ở dàn sau trụ lại một cách lâu hơn. Có lẽ là cho Lắc một cái nắm đấm công lý để Lắc có thể có thêm sát thương cũng như là khả năng phục hồi máu. 5.1 đối thủ của sự tĩnh lặng là Đình Hải. Cả hai anh em đều đen như nhau khi mà cả hai với lượng máu đã thực sự không còn quá nhiều. Nhưng câu chuyện ở đây đặt ra đó là Lắc đặt một bên, còn Azir đặt một bên, nên cái lượng trừ kháng phép của Lắc lại khang vào những cái con tướng mà không phải là lính cát đang chọc vào. Đấy, các bạn có thể thấy được rằng là mặc dù dàn đa phía sau không tệ, nhưng mà cái dàn tanh thật sự quá tệ, nó khiến cho đội hình của bên phía Steel không thể nào thắng được Đình Hải ở trong tình huống này. Và ném lựu đạn làm choáng tốt. Và đó là cái hoạt ảnh kết liễu đến từ Gwen tí nị, thông báo cho chúng ta biết được rằng là sự tĩnh lặng, sự tĩnh lặng ván này là cúc rồi. Dừng lại ở vị trí top 7 trên cô nàng Gibby, trong khi đó là DVQ, người chơi cũng đang sử dụng Azir. Những người chơi đánh gà ngày hôm nay thì có vẻ như không may mắn một chút nào cả. Ở đây thì thậm chí là con Lắc còn ra đun ra thêm Sojin khi mà đã có được bùa xanh trên người. Thực ra thì Sojin chúng ta cũng sẽ cung cấp cho chủ sở hữu 25 sức mạnh phép thuật, nhưng không biết là Lắc có thể ra đun ra nhiều những cái món đồ ngon hơn, mà có thể sẽ là crit hoặc có thể sẽ là mũ, thì đâu đó con Lắc này cũng sẽ gây ra một lượng sát thương ổn để phụ giúp cho Azir hơn. Hàng tanh đang được đảm nhiệm bằng một con Sante 3 đồ. Vừa rồi nó đã gây ra được rất nhiều sự khó chịu, nhưng đó là với Gibby mà thôi. Còn bây giờ là hai người chơi gà đối đầu với nhau. Cả hai bên sẽ cần phải chờ đợi xem là ai mà hàng tanh chống chịu được lâu hơn, thì có lẽ người đó sẽ giành chiến thắng. Khi mà Azir của cả hai nhà thì đều đã là mức 2 sao rồi. Những cú nhảy đến từ Javan gây ra hiệu khống chế và mở ra được một khoảng không gian cực kỳ lớn để cho Lắc và Azir phía bên kia trả lên. Đó là những cú sọc đau đến từ lính cát và Sukuleto một lần nữa tiễn một người chơi cũng đánh Azir lên bảng điểm top. Đó là chàng DVQ. Còn diễn biến ở đây thì Kharik vẫn đang sống tốt với một con kêu ở level 8 vừa đấm nhà của đang dần xong. Vâng, trở lại với anh chàng Đinh Hải thì anh ta cũng không có được cái sự may mắn trong trận đấu tiếp theo. Ở trận đấu trước thì anh ta có thể góp mặt vào vị trí top 4, nhưng lần này đây với một con Kama 2 sao thôi, top deck cũng chỉ là 2 sao, toàn bộ đội hình hiệu chủ nhân đều dừng lại ở mức 2 sao và con Sen còn 1 sao nữa cơ. Đồ cũng chẳng phải là đẹp đâu. Cái điều may mắn nhất của anh ta có lẽ là một con Hammer sớm để có thể gia tăng khả năng phá giáp rồi hack tiền đốt máu, thì hiện tại là một máu thập tử nhất sinh rồi. Đối thủ của anh ta có thể là Sukento hoặc là Kharik, ai sẽ là người 5.3, đối thủ của Đình Hải là Dungeon, một người chơi cũng không dễ nuốt. Nhưng mà bên kia các bạn có thể thấy được rằng đam chính Aphelios đã roll ra được món đồ khỏe quá. Aphelios cầm bùa xanh thì mắc binh rồi, mắc binh trong ngoặc kép thôi. Nó đang trì trạc ném vào mục tiêu tanh ở bên trên là con Taric. Taric có huyết kiếm trong cái round này, ít nhất cũng gia tăng được một chút xíu phòng thủ. Nhưng câu chuyện là Taric dùng hai đồ hút máu là không ổn. Castante 1 ở kia đã sút được vị trí của Galio sát bờ tường, và đó là tiếp tục một cú sút nữa đẩy một trong những con tanh chính của đối phương ra khỏi bàn. Và đó là một con Castante không đồ thực sự value ở trong round này. Và Đình Hải chấp nhận ngậm ngùi ở vị trí top 5. Và với lượng điểm đang có của anh ta ở trong khoảng tầm 8 trận đấu vừa qua thì có lẽ là anh ta sẽ khó lòng lọt top 8 lắm. Đúng vậy, Đình Hải luôn luôn là câu chuyện được bàn tán rất nhiều trên kênh chat. Nhưng đó là những câu chuyện vui thôi. Còn anh chàng này thì khả năng ở giải đấu này không thể tiến xa được hơn. Nhưng dù sao thì cái câu chuyện mà chúng ta cũng đã vượt qua được vòng loại Việt Nam và có mặt trong vòng loại C cũng là một câu chuyện khá là thành công với một tuyển thủ chuyên nghiệp theo đuổi tự nghiệp đấu trường chân lý rồi. Còn với nhà anh chàng đang dần vừa rồi thì đó là một cái sức mạnh khó chịu đến từ 6 can trường, nó quá trâu. Và các 3-2 sao thì làm thế nào mà đục qua được đây? Một con tướng mà sát thương cần phải tích dần rồi đánh trì trạc thì rất khó khi mà phía bên kia thì liên tục tạo giáp ảo, liên tục hồi máu đến từ Soraka. Nên câu chuyện mà dừng lại vị trí top 5 sẽ là hợp lý dành cho Đình Hải mà thôi. Còn bây giờ thì là top 4 của chúng ta: Sukulento, Dungeon, Kharik và Foreman. Với Kharik thì chắc chắn là phải hướng tới level 9 thì mới có thể mắc binh sức mạnh của đội hình và phát huy được tối đa. Còn Kêu và anh ta sẽ gặp ai trong tình huống này đây? Kharik sẽ đối đầu với người chơi mạnh nhất lobby và đang cháy với 71 máu là anh chàng Sukulento. Phía bên kia Kêu đã level 9 rồi, đã mắc được sức mạnh rồi. Quạt sẽ là chất lượng hơn rất nhiều. Và cái cách mà nó đục qua được hàng tanh của nhà Sukulento là chúng ta có thể thấy được điều đó. Tanh tốt đến từ vị trí của Poppy. Mất Poppy thì vẫn còn Maokai để có thể che chắn. Azir thực sự đã mất đi lớp lá chắn cuối cùng mang tên Nasus rồi. Khi mà bị áp sát vào, Hoàng đế bị ám sát, và đó là chiến thắng dành cho Kharik. Chẳng nhẽ là bài Kêu lại một lần nữa được sướng tên trong ngày hôm nay hay sao đây? Dễ lắm. Rất có thể sẽ là như vậy khi bánh tài còn tới 28 máu cơ. Cái việc sảy chân nó
rất có thể là xảy ra, nhưng mà không thể khiến anh ta bị hạ gục được ngay được. Anh ta còn những cơ hội để sửa sai lầm và có thể nâng cấp những tới 5 tiền của mình lên nữa cơ. Còn anh chàng HK Jungle thì cũng đã lên cấp độ 9 rồi. Cho lúc này thì những người chơi của chúng ta đều đã lên được cấp độ 9 khá thoải mái với rất nhiều máu nha. Có vẻ như hai chiếc lõi đầu tiên đó là hai chiếc lõi bạc khiến cho Lobby khá dễ thở. Và hiện tại thì cấp độ 9 cũng không đem lại cho anh ta được nhiều sự thăng tiến đâu. Béo vẹt vẫn là một sao, Sate vẫn là một sao. Ấn can trường đã lắp vào đâu rồi ta? Anh ta đã đổi cái ấn can trường sang Belvet rồi. Và bài này là bài các bạn hoàn toàn có thể đẩy đam chính, tức là bán con Aphelios đi cũng được, giảm bớt một Targon để đẩy sang thêm nhiều tướng 5 tiền để tạo thêm sức mạnh của late game, tạo thêm giá trị về sức mạnh của những con tướng 5 tiền là hoàn toàn ok. Chúng ta hãy tập trung sang màn hình bên phía phải một chút xíu, nơi mà bài Kale vẫn đang tỏ rõ cái độ trí của mình. Cả hai bên đều sử dụng những con tiền một sao để làm nguồn cảm hứng, nhưng có vẻ như tôi đang nhìn nhầm, đó là bài của Samira để đối đầu với cả một bài yếu hơn mình, và Samira đã có một chiến thắng khá là thuyết phục với 1, 2, 3, 4, 5 cái con cờ. Phía bên trái thì chúng ta thấy có thể thấy là khi mà lên 9 thì Dungeon cũng không thể chiến thắng được trước Suculento. Mặc dù là 6 can trường thật đấy, mặc dù là tanh châu thật đấy, nhưng cái anh ta thua là cái câu chuyện nó ở cái sát thương. Anh ta thiếu sát thương quá, bởi Belvet cầm dao điện thì lấy đâu ra đam. Rồi là Afe tầm này thì cũng rất là khó gánh khi mà nó chỉ có đơn vương độc mã một mình thôi, phải bao quát cả một cái team để chống chọi lại trước những sát thương đến từ Azir, trước sát thương đến từ Lux, hay là có cả Nasus nữa. Thế nên là cái sự trâu bò là có, phòng thủ là tốt rồi, nhưng anh ta cần phải làm như thế nào để gia tăng thêm cái nguồn sát thương đầu ra dành cho đội hình của mình, và đó là bài toán cần phải giải quyết. Tôi nghĩ anh ta cần hiện tại có lẽ là sự phá giáp mà thôi. Như đã biết thì Afe là một vị tướng gây sát thương lên hàng trên nhiều hơn thay vì là do hàng sau. Vậy nên cái sự phá giáp nó luôn luôn là sự cần thiết. Đó là lý do vì sao mà Ferrot luôn đi cùng với cả bộ cờ Aphelios. Và bây giờ thì một cái mô đun thu nhỏ đã được gia tăng, và đó là hai cái luôn, gấp đôi mô đun thu nhỏ. Nhưng mà tướng 5 tiền thì lại chả thấy đâu. Tôi không biết là anh ta đang đổi 9 hay đổi 8 và 7 nữa cơ, mà lại đen đến như vậy. Có là huyết kiếm và được đổi nó sang cho Belvet để vị tướng này có thể chống chịu tốt hơn. Với can trường mà có cả huyết kiếm nữa, chắc chắn đây sẽ là một con tướng mạnh nếu như đến 2 sao. Rồi, và để xem mà Dungeon sẽ gặp ai. Và quan trọng nhất đó là hai con đam chính là Belvet cùng với Aphelios sẽ roll ra cái đồ gì đến từ cái bổ sung trang bị kia, trang bị đủ đầy kia. Ui, lại là dây chuyền chuộc tội này thì mắc binh quá rồi. Nhưng Belvet lại là một câu chuyện khác khi có thêm một cái áo choàng bóng đêm. Sát thương đầu ra của Belvet như thế này là hơi ít vì không có nhiều tỷ lệ chí mạng. Trong khi đó thì đối phương, hãy nhìn xem con Kale đã có được 30 số đến từ cuồng đao, và đây là hai cái cuồng đao chứ không phải là một nữa. Tốc độ đánh của nó đang tiệm cận đến 5.0 của nó quạt kìa. Tôi không còn nhìn thấy cái thao tác tay của Kale bởi vì nó quạt quá nhanh, và đó là một tuần thua đau của Dungeon gần như là nguyên sản. Rất khó khi mà Dungeon gặp phải Karik, một người sử dụng kêu với hai cuồng đao, và tốc độ collision của con tướng này thì rất nhanh và không cần phải có giảm kháng phép khi mà trong kỹ năng của kêu thì cũng đã có thứ đó rồi. Thế nên là mọi thứ tập trung dành cho tốc đánh để giúp con tướng này có thể clear nhanh nhất có thể thôi. Chống chịu cũng là khá ổn bởi những con tướng can trường và cộng thêm một lớp giáp và kháng phép được cộng thêm đến từ hệ tộc Demacia nữa. Yavan sẽ lo cái phần gây hiệu khống chế khó chịu và tạo ra một cái khoảng thời gian giúp cho Kale có một cái khởi đầu thuận lợi ở trong những cái giai đoạn đầu tiên của một cái combat. Và bây giờ trở lại với Suculento, liệu rằng lần này thì Karik có thành công cho việc giành chiến thắng hay không? Poppy có một cú hất lạt đẹp nha, Javan cũng đã có cú đại địa chấn của mình rồi, Lux đang cố gắng sấy, Azir cũng đang cố gắng xỉa sói bằng linh cát, nhưng đó là một cú lựu đạn tốt đến từ Hammer để cầm chân đối phương. Hàng tanh thì gần như đã bốc hơi hết, nhưng không, đó là Poppy đứng ở góc phải, bây giờ nó tiến sang góc trái và tiếp tục là những cú hất búa để gây ra hiệu khống chế khó chịu. Vẫn là chiến thắng dành cho anh chàng Karik trước nhà Suculento, còn Foeman đã dừng lại vị trí top 4 khi để thua trước anh chàng Dungeon rồi. Vâng, một hình quá đẹp dành cho anh chàng Jiri Karik, và đó sẽ là một cái bàn đạp để anh ta tiến gần hơn với anh chàng Suculento. Anh chàng Suculento hiện tại đang có 42 điểm và anh chàng Karik thì đang có 32 điểm. Nếu như anh ta đạt được cái top 1 thì anh ta cũng lên được con số 40 điểm rồi, một con số khá là cao và dần dần đang sẽ lọt vào top 8 người chơi xuất sắc nhất sớm thôi. Còn bây giờ anh chàng này thì đã ra đầm ra được một cái blue trên người của con Lux. Anh ta không muốn đổi sang Javan đâu khi mà cái lượng trang bị này nó cũng ok mà, cũng gia tăng được một chút sức mạnh phép thuật, và đó chỉ là cái bóng mà thôi. Đúng, nếu mà đẩy đồ vàng ở trên Javan thì cùng lắm là Javan có thể búp siêu, chính xác hơn là búp kháng phép và giáp cho hai mục tiêu ở bên cạnh, nhưng không được bao nhiêu cả bởi vì mốc 3 Demacia cũng thấp. Azir đang chỉ chạc đánh vào con tanker bên phía đối phương, nhưng đó chỉ là một con Sen 1 mà thôi. Con Sen 1 sẽ sớm bị đục đi. Lần này thì Aphelios bên kia đã ra được món đồ nhìn nó có vẻ là ok la hơn một chút xíu, đó là quyền năng khổng lồ. Nhưng khi mà lính cát được tiếp cận thì đó là những con lính cát chọc rất đau, và đây chỉ là bóng. Thế nên đây sẽ là một trận thắng đơn giản tại Suculento. Cái điều mà tôi quan tâm đó là cái cặp còn lại, Dungeon đã thua, và đây là một người chơi đã thua trực tiếp trước bài của Karik. Bây giờ thì chúng ta sẽ được chứng kiến màn đối đầu giữa Kale
và Hoàng đế Azir. Đâu sẽ là bài tiến tới cái top 1. Một cái gậy lốc được nhặt về bởi Suculento. Đương nhiên rồi, nó sẽ luôn luôn nhắm vào kêu. Và chắc chắn là Kha'Zix sẽ cần phải nhanh tay để mà né đi những vị trí quan trọng của những con tướng chủ lực ở trong đội hình. Bây giờ chúng ta sẽ được nhìn một cách tổng quan cả hai nhà một lúc luôn. À, phía bên phải này thì Kha'Zix vẫn đang cố gắng roll để cố gắng nâng cấp thêm. Đâu đó sẽ là Heimerdinger 2 sao chăng. Nhưng anh ta hết tiền mất rồi. Phía bên kia thì đó là những màn đổi lại đồ ánh sáng trên những con tướng như là Lux. Lần này ra đồ rất đẹp nha. Đó là một cái crit phép ánh sáng. Thêm một... Có lẽ là cái crit phép này tôi nghĩ là chưa đủ đâu. Chưa đủ để đối đầu với bộ cờ kêu đã mắc binh như vậy đâu. Chưa thấy một cái vết xước nào trên bộ cờ của anh chàng Jiri Kha'Zix cả. Ở đây thành công nha. Tôi thấy rằng là bản thân của Kha'Zix ở bên kia hơi than một chuyện. Đó là anh ta vẫn muốn làm sao để con kêu trước mặt con Sona để lấy thêm cái tốc độ đánh đến từ gầy đàn của Sona. Đó là lý do vì sao anh ta phải trả giá cho cái việc là mình đã bị lốc lên. Nhưng câu chuyện lốc rồi thì sao? Cái dàn còn lại của cái đội hình kêu kia vẫn thừa sức đủ để câu giờ để đợi kêu xuống. Và với hai cái cuồng đao thì các bạn biết là cái khả năng stack tốc độ đánh nó chẳng thể nào là chậm được. Kể cả các bạn có chấp trước đối phương đứng ở trên trời khoảng 5 giây thì đó không phải là câu chuyện quá lớn với bài kêu này. Nên tôi là Kha'Zix thì tôi cũng rất là thoải mái trong việc là có thể sắp xếp cờ trong cái round đấu cuối. Cứ cho là đen lắm đi thì cùng lắm là bị lốc thì cũng không phải cái vấn đề gì. Còn nếu như mà bạn thực sự không muốn bị lốc thì hãy đặt con kêu vào đúng vị trí của Azir thì bạn không bao giờ lo lắng về cái việc là có thể bị đối phương lốc lên. Chính xác là như vậy. Và thực sự thì để mà nói, kêu đang là đội hình có tỷ lệ top 1 cao nhất trong tất cả những cái đội hình mà tham gia giải đấu TFT Series Regional Cup này. Có quá nhiều những người chơi sử dụng kêu top 1, và nếu như Kha'Zix tiếp tục làm được điều đó thì anh chàng này tiếp tục tăng thêm cái tỷ lệ sử dụng đội hình này mà thôi. Lần này thì lốc trượt rồi, kêu không phải bay lên trời. Vừa nãy thì kêu bay lên 5 giây mà vẫn thua. Bây giờ kêu được chơi game từ đầu thì là khó nha. Đó là mốc 5 của đồ tể và cái sát thương cũng như là cái mức độ clear sân của kêu nó sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Azir thậm chí là còn bị Poppy hất sang phía bên phải để dễ dàng hơn trong việc kêu hạ gục đi nó. Và đó là top 1 dành cho Jiri Kha'Zix với một đội hình mà chúng ta đã gọi tên rất nhiều rồi. Kêu can trường, Demacia, kêu đồ tể. Đó là bộ cờ mà thực sự là nó khiến chúng ta nhớ lại một cái meta mà kêu đã là mưa rồi ở trước. Đúng. Đó.